cuốn hồi ký của hoàng tử Harry như quả bom hẹn giờ. Người viết tiểu sử về Hoàng gia Anh nhận định cuốn hồi ký sắp ra mắt của hoàng tử Harry là quả bom hẹn giờ khiến gia đình của anh lo lắng. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Pessic mùng 6 tháng 10, Tom Bauer, tác giả Raven, Meghan Harry and the What Bit When, The Windsor, mô tả cuốn hồi ký sắp tới của công tước xứ Sussex là quả bom hẹn giờ. Theo người viết tiểu sử, gia đình Hoàng gia Anh đang lo lắng về những bí mật có thể tiết lộ trong cuốn sách. Trước đó, nguồn tin của Pessic cho hay hoàng tử Harry đang tuyệt vọng viết lại cuốn sách sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời vào ngày 8 tháng 9. Muốn loại bỏ hoặc giảm bớt những gì anh đã viết về vua Charles đệ tam, hoàng hậu Camilla, hoàng tử William và câu nương kết. Tuy nhiên, ông Bauer không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Tôi nghĩ rằng mọi người đều hiểu rằng công tước xứ Sussex không thể sửa đổi cuốn sách theo bất kỳ cách nào. Họ có thể khiến nó trở nên giật gần hơn không, bởi nếu không, họ sẽ không đạt được doanh số bán hàng, ông Bauer nói. Cuốn hồi ký ban đầu dự kiến được nhà xuất bản Mỹ Penguin Random House phát hành vào tháng 11 để kịp thời gian bán hàng vào dịp lễ quan trọng. Nhưng người trong cuộc xác nhận kế hoạch ra mắt sách bị lùi sang năm 2022 vì sự tôn trọng của Harry dành cho bà nội đã mất. Ông Bauer khẳng định thông tin này còn tiết lộ thêm cuốn hồi ký liền kệ vào khoảng lễ phục sinh tháng 4 2023 và bao gồm một chương nói về tang lễ của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Sẽ chỉ có thêm tài liệu về họ, Harry và Meghan bị hắt hủi và tất cả lời công kích chống lại gia đình hoàng gia. Vì vậy tôi nghĩ rằng với mức độ đó, sự chậm trễ không khác gì bỏ thêm chất độc, tác giả nhấn mạnh. Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định hoàng tử Harry sẽ không bao giờ viết điều gì xấu về cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bởi anh luôn dành tình yêu và sự tôn trọng tối đa dành cho bà. Bên cạnh cuốn hồi ký, Harry và Meghan đang sản xuất bộ phim tài liệu hợp tác với Netflix. Nguồn tin từ nhà sản xuất cho hay cặp đôi muốn biên tập lại bộ phim dù quá trình quay phim đã diễn ra hơn một năm. Theo kế hoạch, phim sẽ phát sóng vào tháng 12, sau mùa thứ 5 của bộ phim truyền hình về Hoàng gia Anh The Crown chiếu vào ngày 9 tháng 11. Nếu chỉnh sửa theo ý của đôi vợ chồng Hoàng gia thoát ly, lịch chiếu có khả năng bị lùi sang năm 2023, thậm chí là vô thời hạn. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết đội ngũ sản xuất không đồng ý chỉnh sửa cũng như lùi lịch phát hành phim. Điều này dẫn đến mâu thuẫn nội bộ giữa cặp đôi sở sách và ekip của họ. Nhiều chuyên gia hoàng gia xác nhận vua Charles đệ tam đang chờ xem nội dung phim tài liệu và cuốn hồi ký để quyết định phòng tước hiệu hoàng tử và công chúa cho hai con của con trai thứ Archie 3 tuổi và Lilibet 1 tuổi. Harry Meghan căng thẳng vì bộ phim nói xấu hoàng gia Anh. Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle xảy ra bất đồng ý kiến với đội ngũ sản xuất liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung phim tài liệu về cặp đôi hoàng gia thoát ly. Nhiều nguồn tin của Pessic tiết lộ Harry và Meghan đã xảy ra mâu thuẫn với đội ngũ sản xuất phim tài liệu về chính họ. Công tước và nữ công tước xứ Sussex ký thỏa thuận hợp tác trị giá 100 triệu USD để phát hành một bộ phim tài liệu. Cặp đôi và ekip sản xuất của Angewell, công ty riêng của Harry và Meghan, đã tiến hành quay bộ phim trong hơn một năm nay. Phim dự kiến phát sóng vào tháng 12 sau khi phần 5 của series truyền hình về Hoàng gia Anh The Crown chiếu ngày 9 tháng 11. Tuy nhiên, các nguồn tin trước đó cho hay Harry và Meghan muốn chỉnh sửa nội dung phim theo hướng giảm nhẹ những gì họ đã nói về vua Charles đệ tam, hoàng hậu Camilla, hoàng tử William và cầu nương kết. Quyết định này có thể khiến dự án bị trì hoãn ngày ra mắt đến cuối năm 2023. Thông tin này một lần nữa được xác nhận bởi một nguồn tin từ nhà sản xuất. Người trong cuộc khẳng định với Pessic hôm 4 tháng 10 rằng cặp đôi đang có suy nghĩ thứ hai về dự án. Harry và Meghan đang hoảng loạn về việc cố gắng hạ giọng ngay cả trong những ngôn từ cơ bản nhất. Nhưng đó là câu chuyện của họ, từ chính miệng của họ nói ra. Nguồn tin trong ngành khác nói thêm cặp đôi đã đưa ra những yêu cầu quan trọng để xem xét lại nội dung mà chính họ cung cấp, khiến một số nhân viên lo ngại nếu được chấp thuận, dự án sẽ bị gác lại vô thời hạn. Theo các nguồn tin, tin mừng cho đội ngũ sản xuất phim là Netflix đứng về phía họ trong việc giữ nguyên nội dung ban đầu và phát hành phim đúng kế hoạch. Nhà sản xuất đã nói rõ ràng dự án đang được tiến hành, nguồn tin nhấn mạnh.
Nguồn tin trước đó cho rằng Harry và Meghan có ý định chỉnh sửa phim tài liệu sau sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào ngày 8 tháng 9 ở tuổi 96. Thế nhưng, nguồn tin mới khẳng định cặp đôi bắt đầu suy nghĩ về việc này từ trước khi nữ hoàng Anh qua đời. Harry và Meghan được cho là tâm huyết với dự án này. Cặp đôi thuê nữ đạo diễn được đề cử Oscar, Liz Garbus chỉ đạo sản xuất phim. Cho đến nay, nhà sản xuất chưa có bình luận gì về dự án, nhưng trong cuộc phỏng vấn với The Cut vào tháng 8, Meghan mô tả bộ phim tài liệu là phần cuộc đời mà tôi không thể chia sẻ và mọi người không thể nhìn thấy, câu chuyện tình yêu của chúng tôi. Hiện, đại diện của công tước và nữ công tước xứ sở sách không bình luận về thông tin trên. Theo Petsix, nội dung của bộ phim tài liệu và cuốn hồi ký sắp ra mắt của Hoàng tử Harry có ý nghĩa quan trọng để xác định danh phận của con trai và con gái của anh với Meghan. Với sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, Archie 3 tuổi và Lilibet 1 tuổi có quyền được gọi là hoàng tử và công chúa. Tuy nhiên, những người trong hoàng gia Anh cho biết quyền quyết định nằm trong tay vua Charles đệ tam và ông đang xem xét thái độ của con trai thứ trong những dự án sắp tới. Vua Charles đệ tam đặc biệt dành cho Meghan. Trong cuốn sách The New Rosa, Queen Elizabeth, Legacy and the Future of the Crown phát hành vào đầu tháng 10, tác giả Katie Nicholson tiết lộ vua Charles đệ tam khi đó còn là thái tử Charles từng đặt cho Meghan Markle biệt danh là Wolfram, hợp kim có khả năng chống vỡ tốt hơn kim cương và cứng hơn thép nhiều lần. Vua Charles đệ tam bị ấn tượng bởi sự cứng rắn và kiên cường của con dâu thứ thuở ban đầu tiếp xúc. Theo Nigel, tính cách đó của cựu diễn viên sinh năm 1981 thể hiện rõ trong lần xuất hiện chung đầu tiên cùng với Hoàng tử Harry, Hoàng tử William và công nương kết tại sự kiện Rosa Foundation Forum ở London vào tháng 2, 2018. Đó là thời điểm William và Kate nhận ra họ cần phải bắt đầu trò chơi của họ. Công tước và nữ công tước xứ Cambridge hiện là hoàng tử và công nương xứ Wales muốn nâng cao vai trò của họ trong xã hội. Cùng với Harry, họ tạo nên thành công lớn trong chiến dịch chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nhưng Meghan mới là ngôi sao đột phá của bộ tứ. Cô ấy nổi bật, đam mê và hài hước. Cô ấy sử dụng tất cả kỹ năng truyền hình được mài dũa nhiều năm để bộc lộ bản thân. Đó là khoảnh khắc khiến William và Kate bừng tỉnh. Họ nhận ra Meghan ấn tượng, tự tin và có năng lực. Nigel viết dựa trên lời kể của một phụ tá hoàng gia. Biệt danh Wolfram cho thấy sự tôn trọng và yêu mến của vua Charles đệ tam dành cho con dâu thứ vào 4 năm trước. Tuy nhiên, sau loạt biến cố bắt đầu từ sự kiện Harry và Meghan từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020, không rõ vị quân vương còn gọi con dâu như vậy nữa không.